cùng mơ với Quyên lại giấc mơ này. Giấc mơ này chắc hẳn là cho đến khi nào Quyên già lắm rồi, và cho đến khi nào Quyên không đủ sức để đứng ở sân khấu, Quyên không đủ đẹp để đứng ở đây với quý vị nữa, thì chắc hẳn đây cũng sẽ là giấc mơ. Và nói đến Lệ Quyên là chắc chắn quý vị sẽ nhớ đến bài hát này. Giấc mơ có thật hát, quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.